Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo được công bố vào ngày 3 tháng 8 vừa qua, trong suốt thời gian diễn ra đại dịch COVID-19, tính đến ngày 29 tháng 7 năm 2021, đã có gần 4,2 triệu trẻ em trên toàn nước Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, chiếm đến 14,3% trong tổng số các ca nhiễm trên toàn nước Mỹ. Và tính chung trên toàn dân số, tỷ lệ trẻ em mắc COVID-19 là 5.578 ca trên tổng số là 100.000 trẻ em. Về tình hình dịch viện COVID-19, thì theo báo cáo của 23 tiểu bang và thành phố New York, thì số trẻ nhập viện chiếm đến 1,3 và 3,5% tổng số ca nhập viện. Tính trên tổng số trẻ mắc COVID-19 chỉ có 0,1-1,9% ca nhập viện. Ngoài các con số được công bố, báo cáo này cũng cho biết cần phải làm nhiều hơn nữa để điều tra tác động lâu dài của COVID-19 đối với trẻ em hiện nay. Thông tin đáng quan tâm về sự lây nhiễm của COVID-19 trẻ em ở Mỹ sẽ mở đầu cho cụm tin vắn về diễn biến của COVID-19 trên thế giới trong buổi sáng ngày hôm nay. Theo báo cáo hôm 3 tháng 8 của các tổ chức Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ AAP và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng CHA, sau khi thu thập dữ liệu trẻ em mắc COVID-19 trên quy mô toàn quốc từ 49 tiểu bang và thành phố New York, Washington DC, Puerto Rico và Guam, tuần qua nước Mỹ có 72.000 ca nhiễm mới COVID-19 ở trẻ em, tăng 33.000 ca so với 39.000 ca được báo cáo trong tuần trước đó. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em bị COVID-19 là 0-0,26% ở các tiểu bang có báo cáo con số này, trong đó 7 tiểu bang ghi nhận không có trẻ em tử vong. Trong một thông báo đưa ra sau cuộc họp, cơ quan phòng chống COVID-19 của Israel cho biết từ ngày 8 tháng 8 sẽ áp dụng quy định đeo khẩu trang đối với những người dự các sự kiện ngoài trời, bao gồm cả những sự kiện với hơn 100 người tham gia. Quy định về giấy thông hành xanh cũng sẽ được áp dụng đối với các sự kiện có dưới 100 người tham gia. Giấy thông hành xanh chỉ cho phép những người đã được tiêm chủng đến các phòng tập thể dục, rạp hát, nhà thờ, thánh đường và những nơi khác. Trong khi đó, 50% số nhân viên của các cơ quan nhà nước cũng như các văn phòng chính phủ sẽ ở nhà làm việc trực tuyến. Chưa đầy 2 tháng sau khi Pháp bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời, một số khu nghỉ dưỡng ven biển ở nước này lại vừa áp đặt trở lại quy định này để ứng phó với làn sóng thứ tư của dịch COVID-19. Khu vực Finisterre thuộc vùng Brittany gồm các thị trấn Quimper, Moler và Brest là khu vực mới nhất yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Vùng Brittany, Tây Bắc nước Pháp là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Pháp. Tuần trước, các khu vực Morbihan và Côte d'Amour cũng áp dụng quy định trở lại đối với việc bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tại Thái Lan đã vượt mức 20.000 khi Bộ Y tế nước này sáng 4 tháng 8 công bố 20.200 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch tới nay lên hơn 670.000 ca. Bộ Y tế Thái Lan cũng thông báo nước này ghi nhận 188 ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua, mức cao nhất kể từ đầu dịch, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi lên 5.503 người.